Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với mô hình quan hệ. Chúng ta có một bạn gọi là New Category, là bạn chứa danh mục của các tin tức, và một bạn gọi là New Article, là bạn chứa những cái tin tức đó. Thì như lúc đầu tôi đã nói là một cái tin tức có thể nằm trong nhiều cái carry, và một cái carry có thể chứa nhiều tin tức. Vì vậy quan hệ giữa hai bạn này của chúng ta là quan hệ nhiều nhiều. Nếu là quan hệ nhiều nhiều thì chúng ta sẽ xuất hiện một bạn trung gian. Bạn trung gian của chúng ta sẽ chứa ID của hai bạn có quan hệ nhiều nhiều. Lúc này chúng ta sẽ viết thế nào cho cái lớp chứa ba bạn này. Đầu tiên chúng ta sẽ viết bảng new carry của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào trong model, bắt đầu chúng ta sẽ viết. Chúng ta sẽ tạo ra một bảng gọi là new carry. Chúng ta đặt tên là Training Model New Category. Attend the Zen Table, Zen DB Table. Lúc này chúng ta sẽ thấy chúng ta đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải khai báo hai cái giá trị mà chúng ta hay dùng. Đó chính là tên của bạn. Vậy lúc này tên bạn của chúng ta là gì? Tên bạn của chúng ta chính là new article. À, new query. Vậy chúng ta đưa cái giá trị new query này vào trong cái lớp. Tiếp theo là chúng ta thấy là với new query của chúng ta thì có ID là khóa chính. Vậy thì trong lớp của chúng ta đã có ID. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó biết rằng cái bạn con của nó là bạn nào. Thì bạn con của chúng của cái query này chính là new query article. Vậy lúc này chúng ta sẽ tạo ra một lớp để chứa cái bạn này của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt tên như sau: New Calorie Article. Chúng ta đặt tên là Last Training Model. Attend Zen DB Table. Vậy là chúng ta đã có một lớp chứa bạn con. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái thông tin của bạn con của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ khai báo như sau, cũng có hai cái thuộc tính đầu tiên, đó là tên bạn. Vậy tên bạn của chúng ta chính là New Curry Article. Thứ hai nữa là khóa của bạn này. Thì khóa bạn này lúc này nó không phải là một trường mà nó gồm hai trường, vậy thì chúng ta sẽ cần phải thông báo cho nó. Lúc này chúng ta không viết như thế này nữa mà chúng ta viết là mạng array. Vậy là chúng ta đã khai báo xong cái bảng new carry article. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về bảng new carry. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta cần phải khai báo một cái chúng ta khai báo cái lớp con của cái lớp chứa bảng con của cái bảng new carry này chính là phần này. Vậy thì chúng ta sẽ là dependent table. Và dependent table này chính là tôi nhầm. À, chúng ta sẽ đưa vào bảng new carry chúng ta. Thì dependent có nghĩa là bạn là phụ thuộc, đó chính là bạn nằm trong lớp new carry article. Chúng ta sẽ đưa vào
trong cái phần này. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy ở trên cái mối quan hệ này thì cái bảng new article của chúng ta cũng là bảng cha đối với bảng new query article. Vậy thì chúng ta cũng sẽ khai báo cái bảng con này trong cái lớp chứa bảng new article. Lúc này chúng ta sẽ copy dòng này và chúng ta sẽ bỏ vào trong cái lớp new article của chúng ta. Vậy là chúng ta đã khai báo xong hai cái bảng cha. Bây giờ đến cái bảng này thì chúng ta sẽ phải khai báo như thế nào? Đối với bảng này chúng ta sẽ thực hiện khai báo gần giống như phần này của chúng ta. Chúng ta sẽ copy phần này qua và chúng ta chỉnh lại một số thông tin. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái liên kết giữa cái bảng này và bảng này. Vậy là rookie của chúng ta, ví dụ chúng ta có thể đề là article, có nghĩa là liên kết tới bảng article của chúng ta. Column cột nào sẽ liên kết thì lúc này cột của chúng ta liên kết cột nằm trong cái bảng new query article này liên kết tới cái bảng new article của chúng ta chính là article ID. Vậy chúng ta sẽ đưa vào đây giá trị là article ID. Và lớp của bảng cha, chứa bảng cha thì chính là lớp training model new article. Nó sẽ cái khóa chính của bảng cha chúng ta chính là ID. Tiếp theo chúng ta sẽ làm key cho phần, có nghĩa là category. Category thì lúc này chúng ta cũng cần xác định cái khóa ngoại, vì khóa của chúng ta chính là Query ID. Lúc này bảng cha của cái phần này trong cái rookie này chính là new query của chúng ta. Và ID của bảng cha cũng là chính là ID. Vậy là chúng ta đã tạo được một cái liên kết giữa các bảng, ba bảng với nhau. Bây giờ chúng ta hãy xem, chúng ta sau khi thiết lập cái mối quan hệ thì chúng ta sẽ xem chúng ta sẽ thực hiện câu truy vấn như thế nào. Nếu tôi có ID của một cái article, tôi muốn truy vấn xem nó nằm trong những query nào, có nghĩa là truy vấn từ bảng new article này sang tới cái bảng query của chúng ta thông qua cái phần map giữa các bảng của chúng ta. Vậy thì câu truy vấn của chúng ta sẽ thực hiện như sau. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một action mới. Index 8 action. Trong index 8 action này của chúng ta sẽ truy vấn là tìm các query của article khi biết ID của article. Lúc này chúng ta vậy là chúng ta sẽ tìm từ bảng article, vậy chúng ta sẽ khởi tạo cái lớp từ bảng article này của chúng ta. Vậy chúng ta là table article append new chaining model và chúng ta sẽ gọi đến new article. Tiếp theo là các bạn sẽ tìm những cái query của cái bài viết nào. Vậy thì chúng ta sẽ có article row set. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái row set. Bằng table gọi đến fetch. Ví dụ fetch all chúng ta đưa vào, chúng ta muốn tìm ra, chúng ta muốn tìm những cái query của bài viết có ID bằng 1. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ lấy những bài viết có ID bằng 1 và chúng ta sẽ đưa giá trị vào.
bằng Articoro set Vậy thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu truy cập. Là lúc này chúng ta sẽ có thể có nhiều cái carry vì một cái bài viết của chúng ta sẽ nằm trong nhiều carry. Vậy chúng ta ghi là carry row set. Tôi nhắc lại, row set này chỉ đơn giản là tập hợp các cái dòng của chúng ta thôi, chứ không có gì khó khăn lắm, nên các bạn cố gắng làm quen với những cái từ thông dụng trong database của chúng ta. Lúc này chúng ta tìm qua nhiều bảng, vậy chúng ta sẽ sử dụng phương thức fill. Các bạn nhìn thấy many to many row set. Vậy thì lúc này đầu tiên của chúng ta là bảng gì? Thì chúng ta sẽ tìm trong bảng của chúng ta chính là tìm ở trong cái bảng Training Model Query, có nghĩa là từ bảng article chúng ta sẽ chạy qua bảng Query để chúng ta tìm. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem cái tham số thứ hai của chúng ta. Tham số thứ hai của chúng ta là cái bảng trung gian giữa hai bảng này là nằm trong lớp nào. Vậy thì nếu các bạn để ý thì bảng trung gian của chúng ta chính là cái bảng Training Model New New Query Article chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đưa cái bảng trung gian này vào đây. Và chúng ta sẽ chạy thử. Bây giờ chúng ta sẽ in ra tập hợp những cái carry. Chúng ta sẽ chạy thử cái action 8 của chúng ta. Init 8. Vậy các bạn nhìn thấy đối với cái article có ID bằng 1 thì nó sẽ nằm trong ba carry, đó là xã hội, văn hóa và thể thao. Khi chúng ta sẽ kiểm tra lại thì lúc này các bạn sẽ thấy là ID bằng 1, carry của chúng ta sẽ có ID bằng 1, 4, 5. Để thấy được điều này thì chúng ta sẽ vào bảng trung gian để chúng ta xem. Thì các bạn nhìn thấy ID article bằng 1 thì nó sẽ nằm trong carry bằng 1. ID article bằng 1 nó nằm trong ID carry bằng 4 và ID article bằng 1 nó nằm trong carry bằng 5. Vậy thì đây chính là kết quả của chúng ta muốn tìm. Và cách viết này tương đối đơn giản, không có vấn đề gì hết. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thử sử dụng như sau. Đây là một cái cách viết của chúng ta. Chúng ta sẽ viết bằng một cái cách viết khác cũng để tạo ra kết quả này. Nó sẽ gần giống như các cái phương thức mà chúng ta đã học ở phía trên này. Vậy thì bây chúng ta hãy thử. Và cái cách viết ngắn gọn của nó sẽ như thế nào? Carry ra set article gọi đến fin. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào fin của chúng ta là tìm ở bảng nào. Vậy thì chúng ta chính là tìm ở cái bảng new query. Thông qua cái bảng nào? Vậy thì chúng ta thông qua là via. Thông qua cái bảng training model new article. Đây là cách viết. Và bây giờ chúng ta hãy đóng dòng này lại để chúng ta chạy thử. Chúng ta sẽ refresh lại index 8 action. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem lỗi nằm ở chỗ nào. Tìm trong Training Model Query.
có nghĩa tìm trong cái bảng calorie của chúng ta thông qua cái bảng gì, thì thông qua lúc này chúng ta phải thông qua là training model new calorie article. Vậy chúng ta đưa giá trị vào đây, sau đó chúng ta hãy thử refresh lại index 8 mặt sân. Vậy là các bạn đã thấy chúng ta đã lấy ra được những cái giá trị đúng như cái phần chúng ta sử dụng ở trên này. Vậy là đây cũng là một cái cách viết nữa trong Gen Framework. Bây giờ chúng ta hãy thử thực hiện như sau. Chúng ta sẽ quay vào bảng New Career Article. Chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái giá trị nữa của chúng ta là gì? Khi chúng ta delete một cái có nghĩa là chúng ta delete một cái carry nào đó, thì những cái liên quan tới phần carry đó ở trong cái bảng trung gian này cũng sẽ bị xóa. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải khai báo vấn đề gì cho vấn đề này? Chúng ta sẽ mở cái lớp New Carry Article lên và chúng ta đưa vào thêm một tham số nữa. Đó là on delete. Vậy thì khi chúng ta xóa carry thì xóa article thì nó cũng phải xóa đi những cái phần liên quan tới article trong bảng này. Vậy chúng ta sẽ khai báo như sau. Chúng ta thêm một dòng nữa và các bạn ghi là on delete. Delete. Và chúng ta sẽ khai báo đây là những cái cú pháp mặc định của phần gen phân lập cell bốn chấm. Vậy thì chúng ta đã khi xóa một article thì chúng ta sẽ xóa đi những cái giá trị nằm trong cái bảng New Carry Article. Tiếp theo là chúng ta nếu khi chúng ta xóa đi một cái carry thì chúng ta cũng sẽ xóa đi những cái nào nằm trong cái bảng này luôn. Vậy chúng ta sẽ đưa vào giá trị on delete. Vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái khai báo. Bây giờ chúng ta hãy thử sử dụng cái delete này xem thế nào. Vậy chúng ta sẽ quay trở về action của chúng ta. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái action nữa là public function index chính action. Trong phần này thì chúng ta ví dụ như chúng ta sẽ xem lại database của chúng ta một chút. Thì ví dụ như tôi muốn xóa cái phần một cái calorie. Ví dụ chúng ta muốn xóa cái calorie của ID 1 thì điều này tương ứng là tất cả những cái nào có ID bằng 1 nằm trong bảng New Calorie Article sẽ bị xóa hết. Vậy chúng ta sẽ khởi tạo nó như sau. New chúng ta sẽ là calorie table category bằng new. Lúc này chúng ta sẽ gọi đến lớp chứa cái bảng new query, đó chính là chaining. Model new query. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là carry row set. Bằng category bằng table fin. Chúng ta sử dụng fetch hoặc fin thì cũng được. ID bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ gọi là carry, tạo một cái biến carry bằng carry row set, gọi đến phương thức current. Và bây giờ chúng ta có nghĩa là chúng ta sẽ xóa cái dòng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa bằng phương thức đơn giản của chúng ta là phương thức delete, gọi đến
đi lên. Vì chúng ta hãy chạy index chính action. Và chúng ta sẽ xem lại carry bằng 1 của chúng ta có bị xóa hay không. Các bạn thấy không có lỗi gì xảy ra hết, vì chúng ta hãy nhấn vào bảng New Carry Article. Vậy các bạn đã nhìn thấy không có còn một cái carry nào có ID bằng 1 nữa. Ví dụ như chúng ta sẽ thực hiện điều này đối với bảng New Article của chúng ta. Các bạn sẽ xóa một cái phần bất kỳ nào trong cái bảng, một cái ID bất kỳ nào của một cái bài viết thì chúng ta sẽ xóa luôn ở trong phần này. Vậy chúng ta hãy thử xem. Chúng ta sẽ xóa các bài viết có ID bằng 4. Vậy chúng ta sẽ đến index 10 action. Lúc này chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ không gọi đến new query nữa mà chúng ta là new article. Và chúng ta gọi đến cái bài, chúng ta sẽ sửa lại những thông tin là article. Tôi xóa phần này đi để chúng ta làm lại từ từ cho các bạn dễ hiểu. Ở đây là article. Rao set bằng table. Article gọi đến phương thức fetch. Fetch ở đây của chúng ta spot all, ví dụ chúng ta để là ID bằng 4. Và sau đó chúng ta gọi đến phương current article bằng article row set, gọi đến phương thức current. Sau đó chúng ta sẽ xóa đi article. Gọi đến phương thức delete. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta đi chạy index 10 thì chúng ta xem ở đây có một bài có đi 4, hai bài, ba bài. Vậy là chúng ta sẽ xóa ba bài vì chúng ta sẽ truy cập vào index 10 action. Chúng ta không thấy vấn đề gì xảy ra cả. Vậy có thể là câu lệnh của chúng ta đã được thực hiện. Vì chúng ta hãy nhấn vào bảng new article và chúng ta xem những cái bài viết ID bằng 4 còn tồn tại hay không. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã biến mất được những bài viết ID bằng 4. Qua những phần chúng ta vừa học thì các bạn đã thấy được cái sự linh hoạt trong Zen Framework cũng như cái việc kết nối giữa các bảng của Zen Framework qua cái gọi là map, và điều này cũng sẽ hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng linh hoạt các phần liên quan tới Gen DB Table hoặc là Gen DB.